Trung Quốc gia ăn cháo chín vào găng tay cũng vào. Tập cho đi về, cho đi đường biển hay cho đi đường mô? Nói chị cho đừng có ra. Đi đường biển hay cho đi đường Trần Cao Văn không đi được. Thì cho anh hai học. Hãy subscribe.
quá. Này im nghe, đang làm bên đây đó nghe. Dương chán bông nhẹ ra ngoài đưa đoạn đưa vòn chiếc găng tay luôn này bột chì á bột chì đó nè tay rửa ông rồi à. Trời, giọt nó xinh mụn nó dằn. Để ý là mà nhờ lặng đỡ mà đúng không cha. Tính chắc công việc chịu thôi chịu rồi.